Cuối cùng thì Thành đã được trên tay cái máy DTD173, là cái máy mà được rất nhiều anh em thợ đánh giá là tốt nhất nha anh em, xịn nhất. Dù lực xoắn của nó chỉ có 180 Nm thôi, nhưng mà anh em nói là xài cái này á, đã nhất. Và sau một hồi vọc vạch đó thì Thành có cảm giác là anh em nói rất là chuẩn, xài đã nha anh em, nhiều tính năng tự động tuyệt vời luôn. Chi tiết nó như nào, ngay bây giờ cùng đi tìm hiểu nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Thông số kỹ thuật con này Thành sẽ để ở đây để anh em tham khảo nha. Lực xoắn tối đa của nó là 180 Nm. Nó có 4 chế độ thường và 4 chế độ tự động, như vậy là thành 8 chế độ nha. Ở chế độ cao nhất thì tốc độ của nó lên tới 3.600 vòng trên phút, nhịp búa đập tối đa lên tới 3.800 nhịp trên phút. Chiều dài tổng thể của nó chỉ có 111mm thôi. Khi mà chúng ta lắp cục pin 1.5A thì nó chỉ nặng có 1.2kg thôi. Còn lắp cục pin 6 chấm thì nó nặng 1.5kg. Siêu nhẹ, siêu nhỏ gọn luôn. Thành nghĩ đây là một trong những lý do khiến anh em yêu thích con máy này. Xài lâu nó đỡ mỏi tay ha anh em. Thiết kế của máy phải nói là siêu gọn và cực kỳ khoa học nha anh em. Chúng ta sẽ có những cái thành phần ví dụ như là một cái dải đèn LED ở đây nè. LED rất là sáng nha. Và chúng ta có gì nữa, ngoài những cái thông thường như là cò rồi đảo chiều thì chúng ta sẽ có một cái nút chuyển chế độ nhanh ở đây. Đó, chúng ta có thể bấm để chuyển chế độ nhanh. Cái dải đèn này anh em có thể dùng làm đèn chiếu sáng bằng cách anh em gạt cái nút đảo chiều này về giữa, sau đó anh em nhấn nhấp một cái là nó sẽ sáng trong vòng 1 tiếng đồng hồ nha anh em. Nếu anh em muốn tắt nó thì anh em nhấp thêm cái nữa. Khi mà nhấp thì Thành cảm nhận được là ở bên trong đây nó có một cái nút. Đây nè, anh em nghe tiếng nè. Tức là ngay cái nấc giữa này nó sẽ có một cái nút cho anh em nha. Một cái nút riêng để mà điều khiển đèn luôn. Rất là tuyệt vời. Và cái đèn này chúng ta có thể điều chỉnh cái độ sáng của nó được bằng cách là anh em nhấn giữ cái nút ở phía sau này nè. Khi anh em nhấn giữ thì nó sẽ lần lượt đi qua 3 chế độ sáng và tắt luôn. Chúng ta có thể tùy chỉnh rất là dễ ha. Một điểm nữa rất hay của máy đó là cái bảng điều khiển đã được đưa ra phía sau để mà chúng ta có thể nhìn dễ dàng hơn khi mà chúng ta làm việc ha. Rõ ràng nếu mà nó nằm ở phía trước này giống như những máy khác thì lúc mà chúng ta làm nó bị che mất anh em. Còn nếu nó nằm đằng sau này thì luôn luôn chúng ta thấy được rằng là nó đang ở chế độ nào. Đấy, rất là tuyệt vời. Trên bảng này chúng ta có hai nút ha. Một cái nút này là để chỉnh đèn và nó cũng chỉnh luôn các cái chế độ 1, 2, 3, 4. 4 chế độ này không phải là chế độ tự động, nó chỉ là chế độ thay đổi các mức lực và các cái mức tốc độ khác nhau. 1 là thấp nhất và 4 là cao nhất. Còn qua bên đây, cái nút có chữ A này để chúng ta chuyển giữa các cái chế độ tự động. Anh em nhìn ở dưới này nè, anh em sẽ thấy nó có chế độ vặn vít gỗ nè, chế độ mở ra tự dừng nè, chế độ T1 và chế độ T2. Đây là những cái chế độ tự động đã được set sẵn trên máy ha. Đầu tiên chúng ta có chế độ vặn vít gỗ. Khi mà chúng ta bắn vô thì nó sẽ bắt đầu từ từ, nó sẽ giúp cho chúng ta định tâm được con vít và hạn chế cái việc mà rớt vít ha. Tiếp theo là chế độ mở tự động dừng. Lúc này khi anh em nhấn cò, tới khi nào mà con vít được nới lỏng thì máy nó sẽ dừng. Tiếp theo là chế độ T1. Ở chế độ này khi anh em bắn vít vô, máy nó sẽ chạy ở tốc độ và lực cao nhất. Nhưng mà khi mà con vít nó đã vô rồi và máy đóng búa một cái thì nó sẽ dừng. Cái này phù hợp để bắn những cái con vít tự khoan vào những cái tấm kim loại mỏng để tránh làm hư ren ha. Chế độ T2 này cũng gần giống chế độ T1, nhưng mà thay vì dừng hẳn thì nó sẽ giảm tốc độ đóng búa cũng như là giảm lực của máy khi mà con vít nó đã vô cứng rồi. Nó phù hợp dùng cho vít tự khoan vào những cái tấm thép dày một chút nha anh em. Ở chế độ số 4 mạnh nhất thì máy có thể bắn một cái con vít đầu D 10 phân vào trong cục gỗ cứng khá là dễ dàng ha. Một đặc điểm nữa cũng rất là quan trọng của cái máy này đó là cái nút chuyển đổi chế độ nhanh này nè anh em. Nó có thể gán được chức năng ha. Nếu mà anh em không gán chức năng cho nó thì khi mà anh em nhấn đó, nó sẽ chuyển giữa 1, 2, 3 và 4. Còn khi mà anh em gán chức năng cho nó, tức là anh em muốn nó ở chế độ nào đó, thì anh em sẽ dừng ở chế độ đó. Và anh em sẽ đè nó cùng với nút bên đây nha đó. Nó nháy một cái như vậy đó. Thì khi lúc này đó, anh em có thể chuyển giữa các cái chế độ. Ví dụ như chúng ta đang ở chế độ này đi, chúng ta muốn chuyển lại cái chế độ hồi nãy chúng ta gán, thì chúng ta nhấn cái nút thao tác nhanh này một cái đó, nó chuyển lại ngay cái chế độ mà hồi nãy chúng ta đã gán. Chúng ta cũng có thể tắt cái nút thao tác nhanh bằng cách là chúng ta đè nút thao tác nhanh và cái nút A ở bên đây. Đó, đèn nó nháy cái là ok. Lúc này chúng ta nhấn cái nút thao tác nhanh này nó không có tác dụng nữa. Để mở nó lại thì chúng ta làm tương tự. Đó. Đó.
Lúc này thì nút thao tác nhanh đã hoạt động trở lại rồi. Còn nếu như anh em muốn xóa cái chức năng đã gắn của cái nút này thì anh em có thể nhấn hai nút này cùng lúc nè. Khi mà nó nháy một cái rồi thì cái nút thao tác nhanh nó trở lại như ban đầu. Lúc anh em bấm thì nó sẽ thay đổi giữa 1, 2, 3, 4. Nó không có qua cái chức năng thao tác nhanh hồi nãy nữa. Phải nói là cái máy này siêu hiện đại, siêu ngon lành luôn cho những ai mà biết khai thác nó một cách tối đa. Cái đầu ngậm vít của chúng ta thì nó vừa có thể ngậm đầu ngắn và nó cũng có thể ngậm đầu dài được luôn nha anh em. Và Thành sẽ test luôn cho anh em về cái độ rơ cũng như là độ mượt của cò nha. Anh em nhìn thấy với một cây vít dài cỡ này nè, nó vẫn có độ lắc nhất định ha. Đấy, anh em để ý nè, cái cò của cái máy này siêu êm, nó tuyến tính luôn, nó không có bị khựng, không có bị giật. Wow, một trong những cây cò đỉnh nhất luôn á, cực kỳ êm, không có một cái khớp nào ở giữa hết. Khởi động cũng rất là êm ái luôn. Rõ ràng đây là một cái máy rất là hiện đại, có thể nói là số 1 hiện nay ở trên thị trường luôn. Lực xoắn không quá cao nhưng mà đủ để anh em xài trong hầu hết các tác vụ ha. Magitar thì họ không có đua về lực nhưng mà họ đua về công nghệ, xài rất là ngon lành, rất sướng. Và mức giá hiện tại của cái máy này á, thân máy không là rơi vào khoảng 3.8 triệu nha anh em. Còn nếu anh em mua combo thêm 2 pin 5 chấm, một cục sạc nhanh và một cái thùng mát pack nữa thì nó khoảng 8.4 triệu gì đấy. Và hàng Magitar thì bảo hành chính hãng 1 năm. Anh em có thể yên tâm lựa chọn cái nó tôi dùng để mà mua máy này nhé. Cảm ơn anh em đã xem tới đây và anh em đừng quên cho một like, bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh nó tiêu dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kênh nó tiêu dùng.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger, Facebook cho nhân viên của bên Thành để được tư vấn cụ thể nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video, còn trong tương lai giá nó có thể thay đổi theo thị giá, giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Nó cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.